Xin chào toàn thể các quý vị và anh em nha. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2024. Cửa hàng Lụt Máy Cưa chúng em lại mới dọn xong một lô máy cưa xích, toàn là những hàng VIP, hàng chất lượng cho anh em. Và trong video ngày hôm nay ấy, thì cửa hàng chúng em đã chia theo thành hai hàng rồi. Hàng bên trên này này, anh em nào với cái tần suất mà sử dụng nhiều nha anh em nhé. Đấy, sử dụng gia đình nhưng mà tần suất sử dụng 8-9 tiếng liên tục trong vòng một ngày. Đấy, thì anh em lựa cho em những con máy hàng bên trên đây. Còn nếu mà anh em với cái tần suất mà sử dụng ít, nói chung là dăm bữa nửa tháng mới bỏ ra sử dụng cắt chơi chơi một lần đấy, thì anh em có thể lựa cho em những con máy hàng bên dưới này anh em nhé. Đấy, và trong video ngày hôm nay ấy, thì đa số là những cái hàng sản phẩm mà máy cưa mini, máy cưa nhỏ và máy cưa sử dụng khai thác tầm trung thôi anh em nhé. Chứ còn mà sử dụng to chuyên nghiệp thì trong lô này không có anh em nhé. Và đánh dấu ký tự là lô chữ X, X1 này, X2 cho tới X11. Đấy, và đánh dấu tại sao mà lại đánh dấu cái chữ X như thế, để cho anh em thuận tiện khi anh em đặt hàng. Anh em nào ví dụ ưng con nào nha, anh chỉ bảo là anh muốn mua cái con X1, X2, X3 là cửa hàng chúng em biết ngay anh em muốn lựa những con máy trong lô ngày hôm nay, và đóng hàng gửi cho anh em cho nó đúng máy anh em nha. Đấy, tránh tình trạng mà anh em lại đặt tên máy thì cửa hàng chúng em rất khó phân biệt. Và trong video ngày hôm nay không bắt anh em phải cọc trước, nên là anh em đặt hàng hoàn toàn yên tâm anh em nha. Đây, và có cái con X1 và X2 này bán thanh lý cho anh em luôn, cực kỳ rẻ luôn anh em nhá. Rồi, đầu tiên là con X1. X1 này anh em nha. Thật sự với anh em thì riêng cái hai cái con này này, con X1 con X2 thì là hai con này là nó là hàng máy mới đập trong thùng đổ ra nha anh em nhá. Đấy, và vừa rồi cả hai chúng em đã ôm ở công ty được rất là nhiều máy, ôm cả 100 con luôn. Nên là được cái giá thành nó cực kỳ hạt rẻ này. Anh em nào mà tần suất ạ, sử dụng ít thì có thể lựa những con máy mini như thế này. Giá quá rẻ cho anh em luôn anh em nhá. 1.250.000 bao ship cho anh em tới tận nhà nha. Còn đúng không, sang phụ này, con này thì nó là hàng mini để cho anh em tỉa cành, hệ cưa tay cụt đấy ạ. Cân nặng chỉ tầm khoảng hơn 3kg một tí xíu thôi. Hơn 3kg một tí xíu nha, quá nhẹ cho anh em luôn. Đây, lam của nó là 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Sử dụng là size xích trung 91. Đó, 1.250.000 anh em thấy rẻ cho anh em. Đó, công tác của nó ở đây nha anh em nha. Con này sử dụng hai ốc chân lam này. Thấy quá chất lượng cho anh em. Đó, lấy thẳng công ty về nên là được cái giá nó quá là rẻ như thế này bán cho anh em. Nếu mà anh em tần suất sử dụng ít thì sử dụng con này rất là hợp lý nha. Đó, thấy không? Đây, phần thắng xích này, hệ thống thắng xích nhá. Đẩy cái này xuống này thì cái xích này nó sẽ đứng yên này. Bó cái thắng xích này lên này thì cái xích nó sẽ chạy được anh em nhá. Anh em thấy chưa? Hệ thống an toàn của nó rất là đầy đủ cho anh em. Anh em nào với cái tần suất mà sử dụng về cắt tỉa cành, tỉa nhánh, hoặc là anh em nào mà về tỉa cây cảnh ấy, hoặc là anh em nào leo trèo trên cao cắt tỉa cành tỉa nhánh thì lấy con này cực kỳ hợp lý luôn anh em nha. 1.250.000 bao ship cho anh em tới tận nhà. Đó, cân nặng khoảng 3kg. Quá nhẹ nhàng nhá. Còn nếu mà anh em nào mà thích công suất to này, công suất to nha anh em nhá. Về bổ xẻ đây, xài mấy ngày lấy lại được vốn này, thì con X2 này là giá 1.6 này, 1.6.000 bao ship cho anh em tới tận nhà. Con này thì công suất lớn nha anh em nhá, để chuyên cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung, hoặc là anh em về sử dụng khai thác chuyên nghiệp, khai thác keo, khai thác tràm đấy ạ. Đấy, con này thì hệ cưa Nakata, công suất của con này khỏe 52cc nhá. Bít tông của nó là 45mm, có tích hợp trục giật trợ lực này, 1.6.000 rồi. Đó, hai con này thì nó là hàng máy em lấy thẳng công ty về nên được cái giá rẻ, anh em nào mà nhu cầu. Đó, sử dụng ít, lâu lâu mới bỏ ra sử dụng, không quan trọng là máy gì, chỉ là máy sử dụng ngon. Đó, tiết kiệm nhiên liệu thì con này rất là phù hợp nhá. Con này sử dụng là lam 55cm này, xích là sử dụng xích 72, xích lớn nhá. Xích 34 mắt. Lốc là sử dụng lốc hợp kim nhôm luôn này. Lỗ bô ba cửa xả nhá, có hàm rồng găm gỗ. Đấy. Đây. Thấy quá chất lượng nhá, giá thành cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Anh em nào mà sử dụng ít thì lấy giúp. Chê đấy anh em. Đấy, hai con này thì cho anh em là nhu cầu về sử dụng ít, cửa hàng chúng em đang bán thanh lý cho anh em đấy. Quá rẻ luôn. Rồi, qua con X3 này là đây là những cái sản phẩm máy cưa hàng của Nhật bãi anh em nha, hàng là máy cũ đấy ạ. Đó, máy Nhật cũ nha anh em nha. Rồi, đầu tiên là con X3 là một con máy cưa mang thương hiệu Tananka.
giá 1,9 triệu anh em nha. Đó, Tanaka này, màu đen này. Đó, con này thì công suất của nó là 33cc, đường kính chai bít tông của con này là 38mm. Đây, Made in Japan này anh em nhìn thấy chưa? Hàng của Nhật nhá. Con này giá 1,9 triệu này, về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại anh em nhá. Sử dụng gia đình, lâu lâu mới bỏ ra sử dụng, cắt tỉa cành, tỉa nhánh hoặc là anh em nào mà làm củi nấu rượu đồ linh tinh đấy ạ. Đấy, nó dám bữa nửa tháng bỏ ra sử dụng cắt một lần. Còn đúng với song phụ này, lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nha, sử dụng là size mini. Đây. Đó. Máy móc liền mạch, không có bể vỡ nứt nát gì cả anh em nhá. Lam tình trạng vẫn còn đẹp này, có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam luôn này, rất là ngon lành anh em nhá. Đó. Con X3 về cho anh em cắt gỗ nhẹ nhàng anh em nha. Rồi qua con X4 này là một con máy cưa cũng là đến từ thương hiệu Tanaka tiếp anh em. Con này cũng là công suất 33cc, đường kính xe bít tông là 38mm. Anh em không lấy được con X3 thì có thể lấy con X4 này nha. Đó, con này thì đây, công suất ngang nhau, giá 1,950 bao ship cho anh em tới tận nhà. Made in Japan này. Đó, lam của nó cũng 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nha, sử dụng là size 6 mini, bán trên thị trường rất là nhiều. Có đúng không, xăng phụ đầy đủ này. Con này thì về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại nhá. Sử dụng gia đình, dăm bữa nửa tháng bỏ ra sử dụng một lần. Đấy. Cắt tỉa cành, tỉa nhánh hoặc là anh em đi làm vườn đồ linh tinh, cân nặng khoảng tầm 4kg, hơn 4kg một tí xíu thôi nha. Rất là nhẹ nhàng cho anh em luôn. Bơm xăng lên cả. Kéo cái le ra. Đó, nó nổ cái e phát như thế là được, đẩy le vào. X4 giá của nó là 1,950 nhá, hàng máy của Nhật bãi đây anh em, công suất 33cc, về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đủ lại anh em nhá. Rồi qua con X5 là một con máy cưa xích, con này là đến từ nhà thương hiệu Makita, máy móc tình trạng quá đẹp cho anh em luôn. Đây, làm xích này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Máy này Makita, hàng của Nhật bãi anh em nhá. Đó, con này thì giá 2 triệu đồng cho anh em, về phù hợp cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Lam của nó là 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30 anh em nha. Đấy, xích thì là sử dụng xích mini này, bán trên thị trường cực kỳ nhiều, còn đúng không xong phụ đầy đủ hết cho anh em. Đó, cho anh em nhìn này, con này sử dụng hai ốc chân lam, vẫn trực tiếp bằng khóa 10 nha. Máy tình trạng quá đẹp cho anh em luôn. Con này thì hết chê rồi nha, hết nước chấm luôn. Quá đẹp đúng không anh em. Đó, mà thương hiệu Makita là thương hiệu cực kỳ nổi tiếng à. Anh em nào mà có lẽ là anh em không còn xa lạ về thương hiệu này nữa rồi đúng không anh em. Ở trên thị trường Việt Nam thì rất là nhiều anh em sử dụng máy khoan, máy pin, máy hàn, máy cắt đồ linh tinh nhá, thì nó cái nhà Makita này thì nó hàng cực kỳ chất lượng anh em nhá. Đấy. Hay, con máy đẹp quá xuất sắc luôn, đẹp 90% cho anh em luôn. 2 triệu đồng cho con này nhá, bao ship cho anh em tới tận nhà. Kéo cái le ra. Rồi. Rồi.
đổi qua con X6 này là một con máy cưa cũng là đến từ nhà thương hiệu Makita, nhưng mà con này thì nó là hàng chất lượng hơn cái con X5 một tí xíu nhá. Con này thì nó là có trục giật trợ lực này. Đó, giá 2,2 triệu nhá, có núm xăng phụ này, hệ thống thăng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Lam của con này là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nha. Sử dụng là xài xích chung 91, xích thì còn như mới luôn rồi. Có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này, có núm xăng phụ này. Hàng này thì nó là hàng mà rất là nhiều anh em rất là ưa chuộng này. Lên video hầu như anh em rất thích cái dòng này luôn. Nhà Makita đã lại nổi tiếng rồi. Là con này thì nó lại tích hợp rất là nhiều chức năng luôn, giống trục giật trợ lực này, thắng xích khóa xích này, có núm xăng phụ này. Đấy, lam lại dài nữa, về phù hợp cho anh em cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại nhá. Ngon luôn. Nó có giật trợ lực này, anh em kéo rất nhẹ nhàng nhá. Thấy không? Kéo nó nhẹ hơn mấy con máy không có giật trợ lực nhiều, nên là anh em không cần phải lo. Rồi, qua con X7. Đây, bắt đầu từ con X7 cho tới con X11 là những sản phẩm để cho anh em về sử dụng chuyên nghiệp đây. Anh em nào mà tần suất mà sử dụng mà nhiều nhá thì nên lấy những con máy từ X7 đổ lên, X7 đến X11. Đó, con này thì Kyorit 3201 anh em nhé, có trục giật trợ lực đầy đủ cho anh em. Lam của nó này 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35, rất là dài nhá, có chữ Echo đầy đủ hết cho anh em. Tình trạng con máy này cũng cực kỳ đẹp cho anh em luôn anh em nhé. Đây, Made in Japan này, giá thành 2,6 triệu bao ship cho anh em tới tận nhà. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, sử dụng hai ốc chân lam này, máy móc liền mạch không có bể vỡ gì nhá. Công suất 34cc. Đây. Đấy, anh em nhìn có rõ không? Đó, 34cc nhá. Sản xuất năm 2007 này. Mà máy nhìn quá đẹp cho anh em luôn này. Tem mác hầu như là còn nguyên si, nguyên đai, nguyên kiện ấy ạ. Bô này. Đó. Nhìn như trong thùng rồi, không còn gì điểm gì để chê nữa này nhá. 2,6 triệu cho con này, về phù hợp cho anh em cắt những gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đổ lại. X7 nha anh em nhá, Kyorit. Rồi qua con X8 là một con máy cưa Echo Kyorit tiếp. Con này thì nó là hàng hệ đời mới anh em nha. CS3611, con này thì công suất 36cc. Đó, 2,7 triệu nhá, có trục giật trợ lực đầy đủ này, có núm xăng phụ đầy đủ này. Đó, le gió là le gió tự động luôn nhá. Le gió tự động này, bóp ga cái tự này le về nhá. Đấy, tự này le về luôn. Đây, con này sử dụng hai ốc chân lam này. Lam của con này thì nó là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35, sử dụng xích mini anh em nhé. Hàng này rất là hàng hệ đời mới, hàng đời mới của nhà Kyorit. nên là cái con này nó sử dụng rất là tiết kiệm nhiên liệu và độ bền của nó rất là cao. Đây, Made in Japan này, về phù hợp cho anh em cắt cái khu gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đủ lại anh em nhé. Đó. Quá ngon lành nha anh em nha. Hàng này thì hàng quá đẹp luôn rồi, không có điểm gì để chê nữa anh em nha. Hai ốc chân lam thì cực kỳ chắc chắn cho anh em rồi anh em nhá. Đó. Rồi qua con X9 là một con máy cưa Echo Kyorit tiếp. Đấy, lại ba con máy Echo liên tục anh em nhá. Con này thì công suất 36cc. Đó, vòng tua cao, có trục giật trợ lực này. Con này đặc biệt theo máy là một cây lam Latin luôn anh em nhá. Cây lam đầu Latin luôn chứ không phải là bánh xe nữa rồi. Đó, giá 2,9 triệu. Con này thì nó là hàng 3,5 triệu đấy anh em, 3,5 triệu. Lam của nó 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Đó, đây tình trạng máy đây. 2,9 triệu, có hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 này. Nói chung cái giá thành ấy thì anh em, nếu mà anh em không am hiểu về máy mấy thì anh em cứ phải lựa chọn con nào giá cao nhất thì anh em lấy, bởi vì chắc chắn nó phải có cái gì hơn.
thì cái giá nó sẽ cao như thế này. Còn như con X8 thì nó chỉ 2,7 triệu, còn như con X7 nó chỉ 2,6 triệu thôi anh em. Con này lên đến 2,9 triệu thì chắc chắn nó sẽ ngon hơn hai con này rồi. Đấy, nếu mà anh em có đi kinh phí thì có thể lấy con X9 này thì cực sự cực thích nha. Có tích hợp chủ giật trợ lực cho anh em nên là anh em sử dụng thì hoàn toàn ngon lành cho anh em luôn. Rồi, qua con X10 này. X10 là một con máy cưa xin đai hoa. Con này thì nó là hàng nuôi đồng cùi đá rồi anh em nhá. Anh em nào mà am hiểu về cái dòng này thì không còn xa lạ nữa rồi. Đặc biệt là các bác ở dưới ngả miền Tây, các bác dưới ngả miền Tây sông nước ấy à, thì toàn sử dụng cái dòng này luôn. Bởi vì cái dòng này nó sử dụng cực kỳ bền luôn. Tại sao mà em lại bỏ nuôi đồng cùi đá là nó cái tình trạng như thế? Hàng này anh em vừa sử dụng vừa vất thì cũng không bao giờ mà nó hỏng được anh em nhé. Lốc hợp kim nhôm này, lam của nó khá dài luôn, lam 45 cm, phần mặt cắt còn lại là 40. Đó, X10 giá 2,9 triệu nha, thương hiệu xin đầy qua, hàng cực kỳ bền nha. Đó, con này thì nó sử dụng hai ốc chân lam này. Nói chung máy thì nó chẳng có chức năng gì cả, không có núm hương xăng phụ này, không có cái gì cả, nó chỉ mỗi cái bền thôi anh em. Đấy, con này thì nó bền tương đương với lại là những con máy kiểu Estin hoặc là Husqvarna. Đấy. Ok đấy chứ. Khá ngon lành luôn, không có điểm gì để chê nha. Rồi, cuối cùng là con X11 là một con máy cưa đến từ nhà thương hiệu Estin. Hàng này thì hàng của Đức này, Made in Germany này anh em. Estin 021, tay nắm giật to bản này. Giá 3,8 triệu, hệ thống thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Đó, có núm hương xăng phụ này. Hai ốc chân lam này. Đấy, con này lam của nó là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nha. Tình trạng máy móc zin nguyên bản đét này đẹp cho anh em luôn. Đấy, cho anh em nhìn này, phần áo gió bên trong này Estin nhá, dập nổ đầy đủ luôn. Lọc gió của nó đây đều là có dập Estin hết đầy đủ nha anh em nhá. Đó, cam kết là hàng chuẩn zin cho anh em luôn. Hàng tình trạng con này thì cũng khá là ok đấy chứ, không có điểm gì để chê đó. Đây, Estin này. Đó, bô yếc đều Estin, nòng 40 ly, công suất 40cc, về cho anh em phù hợp sử dụng gia đình hoặc là khai thác tầm trung. Vâng, và vừa rồi cửa hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em là 11 con máy cưa xích. Anh em ưng con nào thì có thể liên hệ cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng nhá. Đọc cho em cái mã, anh muốn mua con nào là anh đọc cho em là anh muốn chốt con X mấy là được. Rồi, xin chào toàn thể anh em nha.